Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào tất cả quý bà chị em. Buổi sáng nay chúng ta cảm ơn Chúa trong ngày Giáng sinh. Chúng ta có thể dự Giáng sinh ngày 16 vừa rồi, tháng 12 vừa rồi. Và hôm nay chúng ta có dịp để cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa chung với nhau. Và xin chào tất cả quý con cái Chúa, những thân hữu có mặt hôm nay, giống là cô Duyên và cô Thanh vừa rồi đã Chúa trong tình rồi. Và xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. Amen. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi rất khích lệ khi nghe bài đọc chính của quý con cái Chúa vừa rồi. Những bài đọc chính của quý vị vừa rồi chứng tỏ là Chúa đã sống, đã có thật. Ngài chính là ông trời hay là Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin nơi Ngài, Kinh Thánh nói rất rõ và chúng ta trải nghiệm điều này là những ai tin nơi Chúa không bị hổ thẹn. Những ai tin nơi Chúa không cảm thấy xấu hổ và hối hận tại sao không tin Chúa. Và ngày hôm nay tôi đã đi theo Chúa và tôi bỏ những cái điều gì ước mơ, sự nghiệp của mình để đi theo Chúa. Và ngày hôm nay nếu ai kêu tôi đánh đổi giao cho tôi chục triệu hay hàng tỷ để tôi bỏ những gì tôi làm, để tôi làm những gì mà làm ăn kiếm tiền, tôi sẽ nói không. Bởi tôi biết ân điển của Chúa, tình yêu của Chúa rất là lớn trong cuộc đời của mình. Và tôi tin rằng hôm thứ Bảy vừa rồi chúng ta cũng đã nghe những bài học chính trong đó của cô Hùng và một số con thái của Chúa. Và chúng ta cũng đặc biệt vừa nghe bài học chính của Kim Hoàng trong lúc rất là tột cùng thấp nhất, mẹ bệnh và bà không có rất là nhiều điều mà nhưng mà trong năm thôi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta đi cầu cả. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến chúng ta mục đích của lễ Giáng sinh. Đây nó tóm tắt một phần chính của quyển sách của The Purpose of Christmas hay là mục đích của lễ Giáng sinh của một sư Greg Wall, nhưng mà tôi tóm tắt những ý chính mà tôi sẽ giải thích chúng ta trong cái ngày hôm nay. Đó, Giáng sinh thường thường là tặng quà, mua đi shopping, mua đồ tặng cho nhau và gửi cạc Giáng sinh. Và ngày hôm nay thì dường như không ai gửi cạc mà gửi còn cạc điện tử còn gửi quà qua Messenger, cho nên không còn cạc ngày hôm nay dường như rất là không còn được sử dụng một cách nhiều nữa. Có câu chuyện thế này, có một cái người phụ nữ kia rất là keo kiệt. Và bà ta biết rằng cái Giáng sinh mình phải gửi tiền Giáng sinh tặng cho bạn bè của mình, nhưng mà không muốn tốn tiền để mua tiền Giáng sinh. Cho nên là bà ta đợi cái ngày cuối cùng là ngày người ta đại hạ giá, rồi sau đó đi vào trong siêu thị để coi cái thịt nào mà còn sót lại mà ta muốn bán tháo đi đó thì bà ta mua. Và cuối cùng bà mua được cái thịt này. Và trong cái tựa đề bên ngoài của tiệc Giáng sinh đó là món quà của người yêu quý dành cho bạn, và chúc mừng quà Giáng sinh, và chúc mừng cái món quà Giáng sinh cho người yêu quý. Thì bà thấy cái thằng này rất là hay, trên về gửi cho bạn xong ký tên không coi kỹ ở trong giấy thiệp, chỉ ký tên tặng xong. Còn dư lại mấy cái thiệp còn lại thì bà ta mở ra để coi món quà ở trong nó viết cái gì. Thì cái trong cái thiệp Giáng sinh mà bà ta gửi cho người ta rồi đó, thì mở ra đây chỉ là thiệp Giáng sinh, còn quà sẽ gửi đến sau. Giáng sinh là một cái mùa chúng ta tặng quà, nhưng mà có ai chúng ta hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh không? Thường thường sau Giáng sinh ai thấy cũng lên ký hết. Nhưng mà cảm Chúa tôi không thấy Kim Hoàng nói là mình có mọc, nhưng mà tôi thấy rất rất là đẹp, không sao hết, cũng giống như tôi thôi. Chữ Giáng sinh có nghĩa là celebration. Celebration có nghĩa là gì? Ăn mừng. Giáng sinh có nghĩa là ăn mừng. Ăn mừng rằng để biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Tới khi chúng ta ăn mừng mà biết là Chúa yêu chúng ta.
Đó không phải một lễ bình thường mà ăn mừng Chúa yêu chúng ta. À, và thứ hai là dịp Giáng sinh để ăn mừng rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Cho nên khi chúng ta gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, chúng ta vào con đường cùng giống như chị Hòa. Ông lúc mà mình không có một đường nào để đi thì Chúa ở với chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta đi qua tất cả những khó khăn, qua những hoạn nạn, qua những thử thách. Và Giáng sinh cũng là dịp ăn mừng rằng Đức Chúa Trời ban cho một món quà mà sở dĩ chúng ta tặng cho người này kia, ý nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta điều gì? Mục đích thứ nhất của Giáng sinh đó là, thứ nhất là ăn mừng, thứ hai của Giáng sinh đó là món quà của Chúa ban cho chúng ta là sự cứu rỗi. Giáng sinh là dịp chúng ta nhớ đến về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cứu rỗi có nghĩa là gì? Giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi là cái nhất. Giải cứu chúng ta, cái con người tội lỗi chúng ta, Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi mà chúng ta đã từng phạm, giống như anh Quân hồi nãy đã làm chứng cho chúng ta. À, có người mình xấu, có người mình làm tổn thương như này, Chúa giải cứu ra chúng ta con người xấu xa của chúng ta. Và kế tiếp là Chúa giải cứu chúng ta khỏi bản ngã của chúng ta. Bản ngã tính nóng giận, tính ghen ghét, tính thù hằn, tính ích kỷ, Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái bản ngã của chúng ta. Và cái thứ ba, và Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi là hồ lửa đời đời. Và bởi vì một ngày nào đó tất cả chúng ta đều sẽ rời thế gian này, một là đi lên, hai là đi xuống. Nhưng mà Chúa Jesus đã xuống thế gian này, Đức Chúa Trời đã ban Chúa xuống cho chúng ta, xuống thế gian này để cứu chúng ta. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết là ai kêu cầu đến danh Chúa Jesus thì sẽ được cứu. À, cho nên Ngài Giáng sinh là dịp để chúng ta nhớ đến là quyền năng sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta. Cứu rỗi là một sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, là mục đích mà Chúa muốn chúng ta để chúng ta sống trong sự tự do và quyền năng của Ngài, cho mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta. Chúa cứu chúng ta bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ chúng ta đã làm điều sai, Chúa cứu chúng ta để không còn vướng vào trong quá khứ nữa. Hiện tại Chúa cứu chúng ta những hoạn nạn, những thử thách nào đó chúng ta sẽ đối diện. Và tương lai dù có bất cứ cái gì sẽ đến cho đời sống ta, Chúa vẫn có đó và Ngài cứu chúng ta. Cho nên tin lành không phải là tin để làm lành. Tin lành là quyền năng bóng hòa Chúa ban cho chúng ta để cứu chúng ta. Các giáo chủ trên thế gian này, bất cứ giáo chủ nào, họ đều nói chúng ta hãy cố gắng làm lành để đánh giữ. Giáo chủ trên thế gian này kêu chúng ta hãy làm này, làm kia, làm cái đó. Nhưng mà tin lành cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thay vì tìm con đường để cứu mình, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa xuống đến để Ngài làm xong tất cả điều này, Ngài cứu chúng ta, Ngài làm xong. Cho nên khi Chúa xuống trên thập giá mà trước khi Ngài tắt hơi, Ngài tuyên bố mọi sự đã được chọn, tuy nhiên đã xong rồi. Con không cần phải tìm con đường để cứu con nữa, mà ta đến để tìm và cứu con. Amen. Đây là điều mà quý vị con cái Chúa, mà chúng ta phải nắm rõ cái niềm tin này. Chúng ta không tin để được cứu, mà Chúa đã tìm được cứu chúng ta rồi. Do đó chúng ta đến với Chúa chúng ta tin rằng Đấng đã cứu chúng ta. Cho nên chúng ta kêu cầu Ngài thì Ngài cứu chúng ta. Thậm chí chúng ta không kêu cầu Ngài nữa, giống như chị Hoàng ấy, mà chỉ nói Chúa than thở của Chúa con có áo đẹp mặt. Không cần phải xin, Chúa vẫn cho. Và ai là con cái Chúa trong những năm tháng qua chúng ta đi theo Chúa rồi, và chúng ta thấy rằng nhiều khi mình không xin Chúa vẫn cho, nhiều khi mình muốn trong lòng mình Chúa cho ta lên được rồi. Amen. Đã được chưa? Có nghĩa là chúng ta không cần xin Chúa vẫn cho, chúng ta ước trong lòng thôi. Chúa vẫn cho chúng ta. Cho nên tức là không phải tìm trong đường để cứu, mà Chúa đã tìm chúng ta và Ngài cứu chúng ta. Ngài cứu chúng ta khỏi quá khứ, Ngài cứu chúng ta trong hiện tại, và Ngài mãi mãi vẫn cứu chúng ta. Cho nên không ngày nào đó chúng ta qua đời, Ngài cứu chúng ta khỏi hồ lửa nơi đời và đưa chúng ta vào trong thiên đàng vương quốc sáng láng diệu kỳ của Ngài. Amen. Cho nên tin lành hay là cơ đốc giáo không phải dạy chúng ta làm này làm kia để được cứu, chỉ tin để được cứu. Tin nơi sự hy sinh của Chúa Jesus. Chúa Jesus đã giáng sinh để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của bản thân. Chúng ta thích làm theo ý mình, làm gì thì chúng ta muốn làm theo ý chúng ta. Chúng ta chọn làm sai thay vì chọn làm đúng, đó là bản ngã của chúng ta. Chúng ta là một tội nhân nên đề của tội lỗi là chúng ta phạm lỗi mỗi ngày.
Chúng ta không kiểm soát được môi miệng mình, chúng ta không kiểm soát được sự bận giận dữ bực tức trong người của mình, chúng ta không thể kiểm soát được sự lo lắng sợ hãi ồ bối rối và những mâu thuẫn trên đời sống, những sự xung đột, chúng ta không cứu mình được nỗi này. Và có người, những người thế gian vô dạy chúng ta là gì? Tham sân si, mình phải tự mình làm cái này. Và chúng ta phải đi đến một chỗ nào đó im lặng để mà trốn tránh những điều này, để mà mình tu thân tính đến cho mình. Nhưng mà chúng ta không cần làm này. Chúa đến để cứu chúng ta, để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và bản thân của chúng ta. Trên thế giới cho chúng ta biết rằng có nhiều chiến tranh, nhiều sự bất công, nhiều tham nhũng, những cái nghèo đói và mỗi nan đề của xã hội. Nhưng mà Chúa đến để Chúa cứu. Và khi Chúa cứu chúng ta rồi thì đời sống chúng ta sẽ là một hy vọng cho những người xung quanh mình. Những khi mà ai chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta hay Chúa dùng mình để cứu cha mẹ, anh em, vợ chồng của mình. Tại sao vậy? Chúa cứu chúng ta để rồi cuộc đời chúng ta là một bài làm chứng, một bài ca, một giai điệu cho người khác thấy tình yêu của Chúa. Cho nên sự cứu rỗi của Chúa đến cho chúng ta ngày đêm, cho chúng ta sự tự do, tự do thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Có nhiều người sống trong mặc cảm tội lỗi, nhiều người nhớ lại quá khứ mình đã từng làm cái chuyện này sai. Ô trước đây tôi từng làm sai, trước đây tôi bị ba má tôi đối xử tôi cái này tin thì kia. Ô tất cả những quá khứ đó, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì trong hết cái quá khứ, chúng ta bắt đầu một hành trình mới. Kinh Thánh cho chúng ta biết mình những ai ở trong Chúa Giêsu Christ là người đó được dựng nên mới, những sự cũ quá đi, nay mỗi sự điều trở nên mới. Cho nên những ai trong chúng ta ở tại đây mà chúng ta chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, ai chúng ta tại đây chúng ta chưa nghe về tình yêu sự cứu rỗi này của Chúa, hãy biết rằng chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Amen. Và ngay cả trong chúng ta ở đây, và nếu chúng ta cảm thấy chúng ta sai Chúa, chúng ta đang sống trong một điều gì đó không Chúa không đẹp lòng, thì hãy nhớ rằng khi chúng ta trở lại với Chúa thì giây phút chúng ta trở lại Chúa, chúng ta cũng bắt đầu một cuộc sống mới nữa. Chứ nên đừng để cho cái quá khứ của mình, cái sự mặc cảm tội lỗi của mình, cái định kiến về tội lỗi của mình giữ cho mình ở đó hoài mà không biết tới được. Tôi đã nghe một số người làm chứng lại cuộc đời của họ, trong đó những diễn viên đóng phim sex, và sau khi họ tin Chúa họ không còn mặc cảm, những người làm điếm cũng không mặc cảm nữa, những người ma cô sống trên thân xác của những người khác, giống như một sư Lê Phương mà làm chứng cho ta, họ không còn mặc cảm nữa. Họ trở nên con người sống với giá trị. Cho nên sự cứu rỗi của Chúa giải thoát chúng ta khỏi bất cứ quá khứ, khỏi sự cay đắng, khỏi sự bất mãn, khỏi sự tổn thương, khỏi sự trông đợi rằng chờ người khác khen mình. Có nhiều người chúng ta sống và chúng ta chờ người khác khen mình. Chúng ta sống trong đợi, trong chúng ta khó chịu khi người khen mình. Nhưng mà khi mà Chúa cứu chúng ta rồi đó, chúng ta không còn cảm thấy là cái lời nói khen của nó cũng không ảnh hưởng gì mình, mà cái lời chê của người ta cũng chẳng tác động gì mình. Bởi sao Chúa cứu chúng ta khỏi cái tự ti mặc cảm sống cho chính mình. Và đây là điều rất là quan trọng. Nhiều người sống cái này, sống cái kia, sống cái đó là bởi vì sao? Họ muốn người khác chấp nhận họ, muốn người khác khen họ, họ muốn có điện thoại mới, họ có này mới, có điện kia mới, để gì? Để người khác tiếp nhận họ. Nhưng mà chúng ta không cần. Tại sao vậy? Chúng ta đã được Chúa cứu chúng ta để tiếp nhận chúng ta, cho nên chúng ta không cần chứng minh cho ai cả. Amen. Quay qua tôi mình, mình sống cũng không cần chứng minh cho ai cả. Chúng ta không cần chứng minh người ta, họ không còn mặc cảm nữa, không còn cảm thấy xấu hổ nữa, vì Chúa ở bên chúng ta. Cho nên khỏi những thói xấu xa, khỏi sự tự do, khỏi được Chúa đưa tự do, không còn sợ chết nữa. Nhiều người sợ chết, người được hồi nhỏ tôi đầy cái sự sợ hãi. Nhưng mà khi tin Chúa rồi, tôi cảm thấy bây giờ tôi đau, tôi làm gì tôi cũng chẳng sợ cả. Và Chúa cứu chúng ta khỏi tất cả điều này. Chúa Giêsu cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Ân điển là gì? Ân điển hay là đặc ân là gì? Là tình yêu của Chúa trong hành động. Thấy chúng ta, nếu chúng ta yêu con của mình, tình yêu kèm theo hành động là chúng ta ban cho con một món quà. Đó là ân huệ, cái favor chúng ta dành cho con cái của mình. Cho nên ân điển là tình yêu của Chúa trong hành động. Ân điển là khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngay từ lúc chúng ta học sinh đang.
Kinh Thánh cho biết khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Giêsu vì chúng ta ngài chịu chết. Cho nên ân điển là món quà free. Cho nên Christmas nói đến, Giáng sinh nói đến là món quà Chúa ban cho chúng ta miễn phí. Đó là ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Ân điển có nghĩa là Đức Chúa Trời giải quyết cho chúng ta những vấn đề lớn trước khi chúng ta nhận biết đó là vấn đề. Có những khi có những vấn đề trong đời sống của chúng ta và xảy ra cái sắp sửa chỉ là Chúa đến để giúp cho chúng ta và chúng ta không biết, nhưng mà Chúa cứu chúng ta trước khi cái vấn đề nó xảy đến. À, và ân điển cũng là khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào tội lỗi của chúng ta, thất bại chúng ta, sợ hãi chúng ta, quá khứ chúng ta, và Chúa đã nói rằng tao trả hết cho con rồi, đừng mặc cảm nữa, đừng xấu hổ nữa, đừng nhớ về quá khứ mình nữa. Cho nên một trong những điều mà con cái sau khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đừng nhìn về quá khứ nữa, bởi vì khi tin Chúa chúng ta bắt đầu có tương lai rồi. Amen. Đừng nhớ quá khứ nữa, đừng nghĩ đến nó nữa, đừng đào sới lên nữa. Chúng ta là con cái Chúa, một trong điều rất là quan trọng của bà chị em nên nhớ như này, là con cái của Chúa chúng ta không phải là người đô đa. Quay qua người bình đừng bơi ra. Đừng đào sới những cái gì mà nó xấu xa, nó hôi thối nữa. Cuộc đời mình có tương lai mà tại sao mình bơi lại mà gì? Nhắc lên gì cho khổ, nhắc lên gì cho buồn. Bởi mình có Chúa, mình có hy vọng và có tương lai. Amen. Đó là ân điển của Chúa. Chúa Jesus giáng sinh để cứu chúng ta nhờ đức tin của chúng ta. Nào, Kinh Thánh cho biết là ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Ân điển Chúa đến với đời sống ta thì kế tiếp là chúng ta phải đáp ứng lại bằng đức tin. Chúa đã cứu chúng ta trong quá khứ. Nếu trước đây tôi gặp khó khăn trong tài chính, Chúa đã cứu tôi trong quá khứ, thì ngày hôm nay tôi nhớ lại ân điển của Chúa đã giúp chúng tôi quá khứ. Ngày nay tôi gặp khó khăn tài chính, tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi vượt qua. Ngày hôm qua cuộc đời của tôi sống những cái điều gì nó không đúng, thì ngày hôm nay tôi tin rằng Chúa ở với tôi và bởi ân điển Chúa đã cứu tôi khỏi những cái điều xấu xa của đây. Chúa giúp tôi để sống tốt hơn hôm nay và ngày mai. Cho nên ấy là ân điển bởi đức tin. Cho nên gặp khó khăn gì, chúng ta đối với Chúa, tin cậy vào Chúa, kêu cầu về Chúa thì ngài sẽ cứu chúng ta. Thành học giỏi đây là một sự xưng công nghĩa, không phải là bởi tôi làm, nhưng bởi Chúa làm cho tôi, bởi Chúa hy sinh chết thay cho tội lỗi tôi. Cho nên chúng ta cần tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi ngài. Rồi do đó mọi hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của chúng ta bởi đức tin chúng ta được cứu, bởi đức tin chúng ta được giải phóng, bởi đức tin chúng ta vượt qua mọi nan đề, mọi thử thách, mọi khó khăn. Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng ta cho một mục đích. Đây là điều rất là quan trọng, nhiều con cái Chúa không có hiểu được. Có những người chúng ta hỏi rằng tại sao tôi sống trên đất này làm gì? Tại sao cuộc đời sống mà nó buồn bã, rồi chuyện này chuyện kia, rồi sống rồi ăn ngủ rồi làm việc rồi chết, cái này nguy hiểm dân phòng gì bên ngoài. Rồi, nhưng mà Chúa cứu chúng ta, Chúa xuống đến cứu chúng ta, cho chúng ta mục đích, cho chúng ta có một đời sống và câu đời sống có một cái giá trị. Cho nên Chúa tạo nên chúng ta có một ý nghĩa sống, chứ không phải tạo chúng ta để sống cho qua ngày. Nhiều người lớn tuổi, tôi gặp một số người lớn tuổi, tôi gặp hỏi thăm ổng rồi, bác vấn đề bác này sao rồi bác, cái này tao giờ tao sống qua ngày thì chết thôi mày. Có những con người họ không đến sống, không có sống, và họ sống qua ngày, họ mượn cái này mượn cái kia để cho qua ngày họ, rồi thăm con thăm cháu, nhưng họ không có mục đích. Chúng tôi chúng ta tự nhiên có mục đích cho đời sống của chúng ta, và mỗi người chúng ta phải khám phá mục đích cho đời sống của mình. Trong quyển sách của đời sống The Purpose Driven Life, hay là đời sống được thúc đẩy bởi mục đích, thì mục sư Rick Warren giải thích rằng mỗi người chúng ta có ba mức độ sống. Thứ nhất là sống để tồn tại, sống cho qua ngày, sống tồn tại. Thứ hai là chúng ta sống cho thành công, cái người thúc đẩy bởi làm sao mà thành công, thành công, thành công. Có cái một cái nhà, có hai cái nhà, một xe, hai cái xe, cho đẹp hơn, chúng ta sống thành công. Và thứ ba đó là sống có ý nghĩa. Cuộc sống có một con người ta có ba mục đích chính của mình. Một là sống cho qua ngày, sống mà để tồn tại. Thứ hai là sống thành công, chứng minh cho người ta biết mình
Tôi có nhà, có tiền, có xe, có này đó. Tôi đứng hàng đầu. Tôi luôn luôn, ai cũng nể tôi đó. Nhưng cái thứ ba mà chúng ta đang nói đến đó là Chúa cứu chúng ta ngày Giáng sinh để cho chúng ta một mục đích sống. Phân nửa số khoảng 7 tỷ con người trên thế giới ngày hôm nay, 8 tỷ thì người ta sống khoảng 2 mỹ kim cho một ngày. Còn phân nửa số này thì khoảng hơn 1 mỹ kim một ngày. Và đây là mức sống để sống cho qua ngày, làm sao sống đủ sống để qua ngày. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở tại Mỹ hay tại Úc thì mức độ chúng ta sống để thành công. Cho nên nhiều người đeo đuổi những quốc gia như Úc, Mỹ, Âu Châu để mà sống làm sao để thành công. Nhưng mà chúng ta có bao giờ có một cái đặt mục tiêu trong đời sống mình là sống làm sao có ý nghĩa. Và những thay vì có của cải, vui thú hay địa vị trong đời sống mình. Và ý nghĩa đó nằm ở đâu? Ý nghĩa đó là sống một đời sống phục vụ theo ý muốn của Chúa. Chúa có mục đích cho đời sống chúng ta, và chúng ta tìm được ý nghĩa, thì được mục đích cho đời sống chúng ta sẽ thấy ý nghĩa. Như khi tôi nói gì, tôi kêu cái gì, kêu tôi đổi, tôi sẽ không đổi. Nếu tôi tìm được mục đích ý nghĩa đời sống tôi, mà nếu tôi không, tôi trở lại trước đây, cuộc sống nó đầy đau khổ. Cho nên thứ ba, mục đích của Chúa Giáng sinh, thứ nhất là mục đích Chúa Giáng sinh là để ăn mừng. Thứ hai là Chúa đến để cứu độ chúng ta, cứu chúng ta khỏi bản thân chúng ta, cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài, cứu chúng ta bởi đức tin, và cứu chúng ta cho mục đích. Và điểm cuối cùng, mục đích của Chúa Giáng sinh là đem sự hòa giải. Hòa giải, hòa giải là phục hồi đem với sự hòa bình với Chúa và với con người. Ngày hôm nay người ta tính ra có khoảng gần 6.000 cuộc chiến từ trước tới nay, chiến mà lớn từ trước tới nay trên thế giới. Xin lỗi, 5.000 năm nay thì có khoảng 15.000 cuộc chiến được sử sách ghi lại. Chúng ta cần sự hòa bình. Hòa bình này ngay cả hòa bình chính bản thân của mình. Hòa bình chính bản thân có nghĩa là chúng ta sống làm sao cũng bình an trong lòng mình. Hòa bình cái tiếp là gì? Mối quan hệ chúng ta với những người xung quanh, trong đó gồm gia đình, những anh chị em trong hội thánh, có sự hòa bình. Và hòa bình là để đem đến cho chúng ta sống. Nếu mà chúng ta không sống trong hòa bình, thì dù có tiền bạc hay có gì chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ có bình an. Như tôi chia sẻ chúng ta vào Chủ nhật vừa, thứ bảy sáng vừa rồi, là ngay cả ông Bill Gates là một người có 150 tỷ, một người trong người giàu nhất thế giới, một top 3, nhưng mà ông không giữ được vợ, bởi vì không thể nào dùng tiền bạc để mua sự hòa bình. Khi một người nào muốn rời chúng ta mà không dùng tiền để mua nó được. Cho nên Chúa muốn chúng ta đến để cho chúng ta sự hòa bình. Chúa Giêsu được gọi là Hoàng tử hòa bình. Ngài đến để đem chúng ta bình an, thứ nhất giữa chúng ta với Chúa trước. Khi tội lỗi chúng ta được Chúa tha thứ, chúng ta được Đức Chúa Trời nhận chúng ta là con của Ngài, thì một giây phút đầu tiên chúng ta cảm thấy bình an. Mình thấy nhẹ nhàng. Hồi nãy tôi trên xe, cô Thành mới lập chứng một tuần vừa qua, thì mới đi nhà thờ thôi, thì bắt đầu mọi sự thay đổi, tự nhiên làm giờ thiếu tốn tiền, bắt đầu tự nhiên đâu tiền nó tới, mà không xin. Đúng không? Cô Thành, đúng rồi. Chứ nếu chúng ta thấy được, khi chúng ta hòa bình với Chúa, bắt đầu sẽ có được hòa bình với những người chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, khi mà chúng ta hòa bình với Chúa, có nghĩa là chúng ta không sống theo ý riêng của chúng ta, nhưng mà sống theo ý của Chúa. Chúng ta sống theo mục đích của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái ý riêng của chúng ta là chống nghịch là ý của Chúa. Cho nên chúng ta chọn làm theo ý của mình là nghịch là ý của Chúa. Chúng ta chọn công việc làm ăn đó mà chúng ta không học ý Chúa, nó không có ý của Chúa dành chúng ta, thì có một chuyện gì xảy ra trên đời sống chúng ta phải hậu nhận hậu quả. Chúng ta muốn đầu tư một công ty nào đó hay mua một cái xưởng nào đó mà chúng ta không học ý Chúa, chúng ta phải đi dạy. Bởi vì ý của Chúa cho chúng ta biết là cái đó là hợp tốt cho chúng ta. Trong hôn nhân, trong gia đình, trong tất cả mọi thứ, chúng ta cần biết ý Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên sự bình an với Đức Chúa Trời có nghĩa là đầu phục Chúa trọn vẹn để làm theo ý muốn của Ngài. Khi chúng ta làm hòa với Chúa, đầu phục Chúa, thì sao? Tất cả những khó chịu, nóng tánh, bất an,
ghen ghét, kiêu ngạo, thù nghịch, tất cả những tự động nó bắt đầu tan đi, nó không còn nữa. Tôi đạo Phật Chúa, khi mà tôi đạo Phật Chúa mà tôi đang dẫn dư nước ở tôi đạo Phật Chúa thì đâu anh đi anh sâu rồi à, mình đạo Phật Chúa mình không giữ sự đấm dẫn đó trong đời sống của mình. Khi mình đạo Phật Chúa mình cảm thấy là mình đến với khác, mình làm hòa, mình xin lỗi với người đó, nó không có gì là gọi là nhục nhã ta, mà mình cảm thấy đó là một cái điều bình thường. Bởi sao? Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta có sống trong sự hòa nhạc. Cho nên khi chúng ta làm hòa với Chúa rồi, chúng ta sẽ làm hòa với người khác dễ dàng. Mà khi chúng ta chưa làm hòa với Chúa, chúng ta khó làm hòa với người khác. Khi có sự bình an của Chúa ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, thì chúng ta bớt đi sự sợ hãi, lo lắng. Chúng ta cần đến gần với lời của Chúa và chúng ta bắt đầu làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta thấy cuộc đời của mình bắt đầu êm ả hơn, nó không còn khó khăn nữa. Khi chúng ta đến gần với Chúa và chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta, làm hòa với Ngài, làm hòa với người khác, tự nhiên chúng ta gia đình chúng ta êm ấm hạnh phúc lại. À, Chúa phải là Chúa bình an ở trong lòng chúng ta trước khi chúng ta đến nơi nào để đem bình an cho nơi đó. Tôi nhớ là kia tôi một em kia đến gặp tôi và hỏi cái này. À, em xin hỏi một câu hỏi là tại sao trước đây em không cầu nguyện buổi sáng, nhưng mà bắt đầu em cầu nguyện với Chúa buổi sáng á, thì luôn luôn có chuyện lộn xộn trong ngày, còn không cầu nguyện thì không lộn xộn, mà sao chứ cầu nguyện gọi là lộn xộn? À, thì Chúa cho tôi một câu trả lời thế này: Chúa, em cầu nguyện Chúa trong ngày hôm nay bình an, và Chúa muốn em cái sự bình an đó từ ở trong lòng em, trong bất cứ hoàn cảnh nào em bị bình an cả, chứ không phải lợi hội gì tốt của bình an. Em thử là em cầu nguyện với Chúa hôm nay Chúa cho con bình an, lái xe đi bình an, mọi sự bình an, thì tự nhiên có người chạy cướp ngang đầu xe luôn và tôi giận quá, giơ tay tôi chửi đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là gì? Chúa muốn cái sự bình an của Chúa trong lòng chúng ta giữa bão tố, giữa phong ba, giữa khó khăn. Cho nên Chúa xin hôm nay là đến ban cho con sự bình an. Sự bình an không phải như thế gian cho, làm cho con chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Khi chúng ta có sự bình an của Chúa rồi, thì dù đi qua tung lũng bốc chết, dù đi qua khó khăn và bất cứ gì, lòng chúng ta vẫn yên đềm vì Chúa bình an ngự trong lòng chúng ta. Amen. Nào, cho nên tôi muốn khích lại chúng ta hôm nay hãy làm hòa với Chúa. Làm hòa với Chúa có nghĩa là: Chúa ơi, con để Chúa làm trung tâm cuộc đời của con. Con muốn ý muốn của Chúa là ý muốn của con, ý muốn của con là ý muốn của Ngài. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta học sinh cũng được. Ai bắt đầu nhận ra bắt đầu ướt ào áo rồi, bắt đầu chúng ta kêu bài thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ làm cho chúng ta và thay cho chúng ta kinh nghiệm rằng khi chúng ta làm Chúa vui lòng thì chúng ta học sinh cũng có. Amen. Cho nên mục đích của Giáng sinh của Chúa là để chúng ta hòa thuận với Chúa và với con người, hòa thuận với chính mình. Do đó một điều mà Chúa dạy cho chúng ta đó là: hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được nghỉ. Cho nên khi chúng ta lo lắng bão tố phong ba cái đời sống, chúng ta đến với Chúa, sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập trong lòng ta. Chúng ta không còn thấy mệt mỏi, không còn nặng gánh, lo âu, không còn sợ hãi nữa, vì Chúa ở với chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu giáng sinh để ban cho chúng ta bình an với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu đấng chết thay tội lỗi chúng ta được làm hòa, chúng ta trở thành con của Chúa, được gọi Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Không có một tôn giáo nào trên đời này gọi giáo chủ mình là cha. Nhưng mà chúng ta được Đức Chúa Trời đấng tạo dựng vũ trụ này và gọi chúng ta là con của chúng ta, gọi Ngài cha. Và Ngài chung cấp chúng ta giống như bài hát mà nãy chúng ta lo gì. Chúng ta có cha chúng ta chăm sóc cuộc đời chúng ta, chúng ta không cần phải lo gì bệnh tật hoạn nạn, chúng ta có thể nương cậy nơi Ngài. Và khi chúng ta giải hòa với Đức Chúa Trời xong, trực tiếp chúng ta giải hòa với mọi người, có nghĩa là chúng ta là người hòa giải, peace maker, chứ không phải là cái người đi gây lộn xộn quay vào cái mình tin Chúa là mình đem đến hòa bình chứ không đem đến lộn xộn. Nói cho các bạn, tin Chúa mình là cái người đem đến hòa bình chứ không đem lộn xộn. Nhớ cái này, mình không phải người gây lộn xộn, mình đem đến sự hòa bình, đem sự vui mừng, đem đến cái điều tốt lành cho người khác. Và đó là cái mục đích mà Chúa cứu chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta
cái khả năng để chúng ta đem hòa thuận đến người khác, đem sự giải hòa với người khác. Hallelujah. Hồi nãy có một số người làm chứng là qua vợ chồng tôi thích lại những người mà chúng ta gặp cái xa Chúa, chúng ta làm điều sai với Chúa, tôi kêu gọi họ làm gì? Làm với Chúa trước, và trở lại với Chúa trước thì cái chúng ta sẽ mình làm hoài người ta dễ không? Dễ. Chứ còn kêu người đó mình dám nhận đó nha, đố mình nhận nè, không nhận được khả năng của người ta chúng ta không dám nhận được. Nhưng mà khi Chúa mình an ở trong lòng chúng ta rồi thì chúng ta nhận nhận được chắc không khó khăn gì cả. Amen. Cho nên là buổi sáng hôm nay trong mùa Giáng sinh này, có thể là mục đích Giáng sinh, sứ điệp Giáng sinh này là Chúa đến để chúng ta ăn mừng. Là con cái của Chúa, chúng ta là người ăn mừng mỗi ngày. Quỳ vào mình, hãy ăn mừng mỗi ngày. Cứ lên ký không sao. Chúng ta là người ăn mừng mỗi ngày, không có đợi Giáng sinh ăn mừng. Bởi Chúa đến để cứu chúng ta để chúng ta niềm vui. Lấy khỏi lo lắng sợ hãi cái đời sống chúng ta, Chúa đang cho chúng ta niềm vui, đang hy vọng cho chúng ta. Cho nên phải ăn mừng mỗi ngày. Là con cái Chúa, quý vị phải có một cái nụ cười trên mặt mình. Quay qua bên, tôi muốn thấy nụ cười này mỗi ngày. Mỗi lần chúng nhận, tôi muốn thấy nụ cười này. Không muốn thấy cái mặt dài cho nó đủ nha. Đừng có mặt dài cho nó đủ nữa, đừng có than phiền, đừng thảm đạm nữa. Nhưng hãy vui lên, theo Chúa hãy vui lên. Theo Chúa hãy vui mừng lên. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, ăn mừng, đến với Chúa ngày đến giải cứu chúng ta, để cứu chúng ta. Khó khăn gì, kêu cầu Chúa. Kêu cầu gì, cầu nguyện với Chúa. Ngày gì chúng ta vượt qua, không có gì khó với Chúa cả. Và ngày cứu chúng ta nhớ là mục đích. Sống trong mục đích của Chúa, trong những gì Chúa gọi chúng ta sống. Và tôi tin là khi chúng ta sống đúng mục đích của Chúa, đời sống chúng ta rất là bình an. Quý không phải lo lắng tiền bạc. Bởi ân điển của Chúa tôi đi bên này đến kia, tôi không lo lắng tiền bạc, không lo lắng tiền viên vọng nhà cửa, không gì không có lo. Bởi sao mình sống đúng mục đích? Tôi sẽ thưa là nếu ta sống đúng mục đích thì chúng ta sẽ thấy mọi sự được Chúa khắp cả. Và thứ nhất cái cuối cùng quay qua một cái bên, anh chị là người giải hòa. Một trong giải hòa đó là chúng ta giải hòa trong gia đình chúng ta luôn luôn lúc nào là đem sự hòa của người khác. Và giải hòa kế tiếp đó là đem người khác đến với Chúa. Amen. Dẫn người khác đến với Chúa, dẫn những người đau khổ, những người buồn bã, những người thất vọng đem họ đến với Chúa. Amen. Chúng cùng đứng lên và cầu nguyện. Trước khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc trong tờ chương trình giấy và chương trình tại đây, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Câu thánh rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta cần nhớ nó và cần đọc lại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Lần nữa, vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Cha cha, chúng con đến với Ngài trong buổi sáng hôm nay, chúng con dâng tất cả ông bà chị em chúng con về trong tay của Ngài. Tôi cầu nguyện Chúa cho mọi người chúng con nhìn thấy mục đích của mùa Giáng sinh. Mục đích của Ngài đến cho chúng con là để chúng con mỗi ngày ăn mừng cái tình yêu, sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con ăn mừng về đời sống của chúng con là một đời sống. Mục đích của Chúa đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi chúng con, khỏi con người của chúng con, bản chất tội lỗi chúng con, cứu chúng con khỏi sầu lửa đời đời. Chúa cứu chúng con để bởi ân điển của Ngài, không bởi sự công đức chúng con, không phải cố gắng để được cứu, nhưng mà bởi ân điển của Ngài đến là tiên và cứu chúng con. Và chúng con tin rằng, tin rằng mà chúng con tin tại đây không phải là cố gắng để làm lành, nhưng mà Chúa đã làm trọn tất cả mọi thứ chúng con rồi. Chúng con chỉ tin với Ngài và nương dựa vào Ngài và nhờ sức Ngài mà thôi. Còn cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin chúc cho đời sống của dân sự Chúa đó hôm nay chúng con sống một đời sống đầy mục đích, một đời sống ý nghĩa, thật ý nghĩa cho chính mình, cho gia đình mình và cho những người chung quanh. Vì danh Chúa Jesus cũng cầu nguyện bắt đầu hôm nay, khi con hiểu được đời sống của chúng con rồi, thì bắt đầu từ giây phút này, hallelujah, con cầu nguyện mỗi người chúng con tìm thấy một niềm vui trong đời sống của con. Chúng con là người đem cái sự hòa thuận, đem niềm vui cho những người chung quanh của con. Chúng con không đem đến đau khổ, đem đến sự khó khăn, đem đến sự giận dữ cho người khác, mà chúng con đem đến niềm vui, đem đến hy vọng cho những người chung quanh của con. Con cảm ơn Ngài, hallelujah, để chúng con
dân, tất cả ông bà chị em chúng con hôm nay, và chúng con chuẩn bị bước vào năm 2024 này với tất cả những nhận biết rằng cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài chính là món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Do đó chúng con bước vào trong năm 2024 với đầy hy vọng, với đầy niềm tin và đầy ấn điển mà Chúa dành cho chúng con trong những năm sau và những năm kế tiếp. Còn cảm ơn Chúa, còn dân tất cả mọi người chúng ta Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.